Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ cập nhật cho các bạn những thông tin mới nhất về tình hình bóng đá trong nước và thế giới. Tin thứ nhất, Hà Lan xoán ngôi đắt giá nhất thế giới của bác Báo tin vui cho Pep. Tiền đạo Erling Haaland được trang thống kê Transfermarkt định giá cao nhất thế giới. Transfermarkt đã công bố cập nhật mới nhất về giá trị cầu thủ. Theo đó, Hà Lan được định giá lên tới 170 triệu euro tăng tới 40 triệu euro so với cách đây 5 tháng. Nhờ đó, Hà Lan vượt mặt Bappe để trở thành cầu thủ được định giá cao nhất thế giới. Bappe được transfer mark định giá 160 triệu euro ở thời điểm hiện tại. Tiên đạo người Pháp giữ nguyên giá trị kể từ năm ngoái. Phong độ của Hà Lan được duy trì rất tốt ở mùa giải năm nay, ấn tượng hơn cả Bappe. Tiền đạo người Na Uy ghi tới 22 bàn sau 15 trận ra quân trên mọi đấu trường. Hà Lan cũng trở thành cầu thủ thứ hai tại ngoại hạng Anh được định giá cao nhất thế giới. Trước đây, Ronaldo được định giá 60 triệu euro vào năm 2008. Nếu tiếp tục duy trì phong độ như hiện tại, Hà Lan sẽ còn tăng giá trong tương lai. Việc Anh chạm cột mốc 200 triệu euro là chuyện không hề bất khả thi. Một người đồng đội của Hà Lan tại Man City là Foden cũng có mặt trong danh sách top 10 cầu thủ đắt giá nhất thế giới. Ngôi sao người Anh được Transfermarkt định giá lên tới 110 triệu euro và xếp thứ tư. Hà Lan đóng vai trò vô cùng quan trọng trong đội hình Man City ở mùa giải năm nay. Hiệu suất ghi bàn của The Citizen dựa nhiều vào phong độ của ngôi sao sinh năm 2000. Chấn thương khiến Hà Lan không thể ra sân trong hai trận đấu vừa qua, nhưng anh dự kiến sẽ trở lại ở trận gặp Man City gặp Fulham vào ngày 5 tháng 11 tới cầu thủ này minh phục chấn thương nhanh và đã xuất hiện ở buổi tập mới nhất của Man City. Man City đang sở hữu 29 điểm và xếp thứ hai ngoại hạng Anh, kém đội dẫn đầu Arsenal 2 điểm. Nếu thắng Fulham, họ sẽ gây áp lực lớn lên pháo thủ. Khi thầy trò Ateta có cuộc chạm mặt khó khăn trên sân của Chelsea vào ngày 6 tháng 11. Tin thứ hai, Man U đua vô địch ngoại hạng Anh mua tiểu Ronaldo đấu Hà Lan. MU đã lên kế hoạch mang về một tiền đạo đình đám làm đối trọng với chân sút khét tiếng Erling Haaland của kinh địch Manchester City. Man U dưới thời huấn luyện viên Erik Ten Hag đang chơi ấn tượng trong thời gian gần đây. Chiến thắng sít sao 1-0 trước West Ham đã giúp quỷ đỏ leo lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng Premier League. Chỉ kém đội xếp thứ 4 là Newcastle đúng một điểm nhưng đã ít hơn một trận. Trong khi đó, Marcus Rashford đang hồi sinh mạnh mẽ dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Ten Hag. Chính cú đánh đầu dũng mãnh của chân sút người Anh đã giúp Man U giành 3 điểm trước búa tạ hồi cuối tuần qua. Tính đến hiện tại, cầu thủ 25 tuổi đã ghi được 7 bàn và cung cấp 3 kiến tạo cho Man U trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, hai chân sút còn lại của Man U là Cristiano Ronaldo đã bắt đầu lộ rõ dấu hiệu tuổi tác, còn Anthony Martial đang phải vật lộn với chấn thương. Do đó, đội chủ sân Old Trafford có khả năng sẽ mang về một tiền đạo trong hai kỳ chuyển nhượng tới. Tờ Express của Anh đưa tin, MU đã lên kế hoạch mang về một tiền đạo đẳng cấp thế giới để làm đối trọng với Hà Lan của Man City, cũng như thách thức danh hiệu Premier League. Hà Lan đang có khởi đầu hoàn hảo ngay trong mùa giải đầu tiên khoác áo Man City. Chân sút người Na Uy ghi tới 22 bàn và cung cấp 3 đường kiến tạo cho The Citizen sau 15 trận. Nguồn tin kể trên tiết lộ rằng vào mùa hè tới, MU sẽ tìm cách hoàn thiện đội hình với một tiền đạo đã khẳng định được tên tuổi và xác định tiền đạo Giao Felix của Atletico Madrid như một lựa chọn tiềm năng. Tiểu Ronaldo được cho là đang tìm cách rời đội bóng thủ đô Madrid sau khi không tìm được lòng huấn luyện viên Diego Simeone trong mùa giải này. Trong khi đó, tiền đạo Victor Osimhen của Napoli từ lâu đã được liên hệ với MU. Trong quá khứ, Quỷ Đỏ thậm chí từng hỏi mua tiền đạo Nigeria khi huấn luyện viên Solskjaer còn tại vị. Osimhen đang chơi thăng hoa ở mùa giải này, ghi 7 bàn sau 8 lần ra sân, góp công lớn giúp Napoli ngự trị ngôi đầu bảng xếp hạng Serie A. Martinez của Inter Milan cũng được coi là mục tiêu khả dĩ của MU và có thể là một lựa chọn khả thi trong bối cảnh Nerazzurri đang gặp khó khăn về tài chính. Martinez chính là đối tác chơi ăn ý với Lionel Messi trên hàng công của Argentina. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, liên quan tới những tình hình mới nhất về bóng đá trong nước và quốc tế, thì chúng tôi sẽ liên tục cập nhật và gửi đến cho quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.